Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Giới tinh hoa châu Á bị điểm danh trong hồ sơ Pandora. Hàng chục nhân vật có tầm ảnh hưởng ở châu Á, gồm chính trị gia, doanh nhân đã xuất hiện trong hồ sơ Pandora. Tài liệu hé lộ về khối tài sản bí mật của các quan chức và tỷ phú trên thế giới. Ngày 4 tháng 10, Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế, ICEG đã công bố hồ sơ Pandora gần 12 triệu tài liệu về các bí mật tài chính của 35 nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo thế giới, cũng như của trên 330 chính trị gia, quan chức, tỷ phú ở các nước. Hồ sơ Pandora chỉ ra cách thức mà những người này có thể đã dùng để cất giấu tài sản bí mật ở nước ngoài. Hàng chục nhân vật có tầm ảnh hưởng ở châu Á, gồm các chính trị gia, doanh nhân xuất hiện trong khối dữ liệu khổng lồ. Họ được cho là có liên quan tới các công ty ở nước ngoài và quỹ tín thác đặt ở các khu vực được xem là thiên đường thuế. Theo sở Chết Times, trong danh sách được tiết lộ, có hơn 10 người Malaysia, trong đó ít nhất 4 nhân vật vẫn đang hoạt động chính trị. Trước sự việc này, lãnh đạo phe đối lập ở Malaysia qua Ibrahim đã đệ trình một kiến nghị khẩn cấp nhằm đưa hồ sơ Pandora ra bàn bạc ở quốc hội nước này. Tại Indonesia, hai bộ trưởng nội các và một số doanh nhân bị điểm danh trong hồ sơ Pandora. Một số nhân vật tại Philippines cũng bị nêu tên trong danh sách, trong đó có doanh nhân gốc Trung Quốc Dennis Wee, người giàu thứ sáu ở quốc gia Đông Nam Á, tại Pakistan. Hồ sơ Pandora điểm danh một số nhân vật trong chính quyền của Thủ tướng Im Gian Khan, các nhà tài trợ cho đảng của ông Khan và các thành viên gia đình của một số tướng cao cấp ở nước này. Ông Khan sau đó tuyên bố rằng chính phủ sẽ điều tra toàn bộ các công dân được nhắc tới trong hồ sơ Pandora và sẽ có biện pháp phù hợp với những hành vi sai trái. Tại Ấn Độ, hơn 300 người được nhắc tới trong hồ sơ Pandora, bao gồm các nhân vật thể thao, doanh nhân, chính trị gia, cựu quan chức chính phủ. Báo Indian Express của Ấn Độ đã tiết lộ hàng chục cái tên, như ông Ani Ambani, em trai của người đàn ông giàu nhất Ấn Độ Muke Ambani, tại Nhật Bản. Hơn 1.000 công ty và cá nhân được nhắc tới trong hồ sơ Pandora, trong đó có một số cái tên đình đám trong giới doanh nghiệp, như người sáng lập chuỗi cửa hàng giảm giá John Qui do Teta và chủ tịch Sóc Banh Ma Sajo Sison, cả hai công ty đều tuyên bố không làm gì sai trái. Một số nhân vật, doanh nhân ở Trung Quốc và Hồng Kông cũng được nhắc tên tới trong hồ sơ Pandora, Đức Hoàng theo sở chết Thames.